Những ngày qua, giá ớt thương phẩm tăng liên tục ở mức kỷ lục cao hơn 20.000 đồng một ký, tức là gấp hơn 2 lần so với thời điểm cuối năm ngoái. Người nông dân tăng thả nuôi, kéo giá ớt giống cũng tăng theo. Tại nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, ếch thương phẩm nặng từ 3 đến 5 con 1 kg bán cho thương lái giá từ 40 đến 45.000 đồng 1 kg, cao gấp 2 lần so với giá ếch năm 2020. Với giá bán này, người nuôi có thể lãi ít nhất từ 10.000 đến 15.000 đồng 1 kg ếch thương phẩm. Vì người dân bỏ nuôi ếch từ sau khi thua lỗ nặng trong năm 2020, giá ếch thịt tăng kéo theo giá ếch giống cũng tăng gấp 2 lần so với trước đây, trong lúc giá thức ăn cho ếch cũng đang tăng mạnh. Nhiều hộ nuôi ếch các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước lựa chọn có nên tiếp tục tái thả nuôi hay không. Thưa quý vị, cứ đến tháng 3, tháng 4 âm lịch hàng năm được coi là mùa của trứng kiến tươi, khi ấy trứng kiến thường rất mẩy. Trứng kiến tươi vốn được quảng cáo như một loại thần dược tốt cho sức khỏe và có giá đắt đỏ lên đến gần 500.000 đồng một ký. Song năm nay, giá trứng kiến giảm một nửa, nhiều tiểu thương rao bán khắp các chợ mạng. Hiện giá một ký trứng kiến tươi được rao bán trên mạng là 220.000 đồng một ký, trong khi đó 2 đến 3 năm trước đây, mức giá này đã gấp đôi, khoảng từ 450 đến 500.000 đồng một ký. Theo người bán cho biết, trứng kiến năm nay sở dĩ có giá rẻ là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu mua trứng kiến tươi giảm mạnh trong khi trứng kiến lại được mùa. Trứng kiến tươi được thu lấy từ các ổ kiến trong rừng nên rất giàu chất đạm, bổ dưỡng giúp nâng cao sức khỏe. Song nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo vì chúng giàu protein nên có thể dễ gây dị ứng cho người ăn, nhất là những người có tiền sử dị ứng với các loại côn trùng. Đặc biệt không nên ăn trứng kiến khi chưa được làm sạch sẽ và cẩn thận. Hiện nay, nhiều bà con ở khu vực phía Nam đang thu hoạch sầu riêng vụ nghịch. Năm nay, dù thời tiết không mấy thuận lợi, thế nhưng bà con vẫn thu lại được lợi nhuận lớn khi mà giá bán sầu riêng mùa này đang ở mức là khoảng 90.000 đồng một ký. Với những nhà vườn canh tác sầu riêng theo hướng hữu cơ thì lãi còn cao hơn nhiều khi mà hàng sản xuất ra không đủ cung ứng cho thị trường. Nhiều nơi, bà con đang rất phấn khởi. Ghi nhận của các phóng viên kênh VTC16. Còn hơn một tháng nữa, vườn này mới thu hoạch. Thế nhưng đã được thương lái đặt cọc mua trước. Từ 2 hectare, lợi nhuận thu về trên 600 triệu đồng. Với anh Huỳnh Văn Quế ở thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đây là điều ngoài mong đợi trong năm đầu tiên cây cho trái bổi. Vườn này hiện tại bây giờ là những cái đơn hàng đang đặt rất là nhiều và hiện tại mình không đủ cái sản lượng để cung cấp cho những cái cửa hàng trái cây sạch trên toàn quốc từ Nam ra Bắc. Ứng dụng phân hữu cơ từ công nghệ nano vào sản xuất chính là lựa chọn của nhiều bà con. Với công nghệ này, sức khỏe cây trồng được cải thiện, kích thích được quá trình hô hấp, thúc đẩy tổng hợp protein giúp cây trồng tăng trưởng tốt, khử chua, hạ phèn, nâng độ pH. Chi phí sản xuất của bà con theo đó cũng giảm xuống. Không có phải cần là suy nghĩ bữa nay tôi phải xịt thuốc này, mai tôi phải làm cái kia, cơ chế tự nhiên của cây. Cái điều đó là cái điều giờ tôi là người nông dân tôi đang thích nhất và mong muốn các nông dân cũng làm như thế để cho Việt Nam của chúng ta có được cái nguồn là trái cây hữu cơ. Theo các chuyên gia, việc canh tác sầu riêng theo lối truyền thống đã khiến đất bị thoái hóa, năng suất vườn giảm xuống. Con đường duy nhất để bồi dưỡng cho đất khỏe lại chính là sử dụng phân hữu cơ. Hơn nữa, với xu hướng tiêu dùng thông minh, khách hàng sẽ chịu chi tiền để mua được sầu riêng ngon, chất lượng và an toàn thực phẩm. Cái sầu riêng hữu cơ thì thứ nhất nó đạt được là năng suất vẫn bảo đảm. Thứ hai là cái mùi thơm nó phát huy hơn, ăn chất lượng nó ngon hơn. Và hai nữa, nó cũng giảm được những chi phí khác như chi phí phòng vệ, bảo vệ thực vật cũng như chi phí phân bón. Ngoài sầu riêng, hiện nay phong trào phát triển nông nghiệp hữu cơ ở các loại cây trồng khác cũng tương đối nhanh, khi đã có hơn 230.000 hecta với sự tham gia của 97 doanh nghiệp. Điều này giúp ngành nông nghiệp tiến gần hơn tới mục tiêu đạt 2% diện tích đất trồng hữu cơ trong tổng diện tích đất trồng trọt của cả nước đến năm 2030. Vâng, khác với mô hình hợp tác xã kiểu cũ, hợp tác xã kiểu mới hoạt động nhằm mang lại lợi ích cho thành viên thông qua việc cam kết cung ứng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm theo nhu cầu của thành viên. Tại tỉnh Lâm Đồng, việc chuyển đổi các hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã 2012 tại địa bàn đã hoàn thành 100%. Toàn tỉnh này hiện có 283 hợp tác xã nông nghiệp, hầu hết hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới. Theo luật hợp tác xã 2012, trong đó có khoảng 50% hợp tác xã hoạt động khá và tốt. Đây là kết quả của sự đổi mới trong phương pháp quản lý mô hình hợp tác xã hiện nay. Xây dựng hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình liên kết chuỗi giá trị gia tăng là mục tiêu mà Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đặt ra trong những năm gần đây. Đây cũng là tiền đề thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững, phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp mà địa phương đang hướng đến. Chúng tôi tập trung vào cái vấn đề liên kết chuỗi này đối với các cái hợp tác xã. Thí dụ như là
Hiện tại bây giờ là chúng tôi đang triển khai về cái liên kết trong cái hợp tác xã rau hoa Vạn Thành 1 để mà liên kết với các hộ, trong đó là liên kết với cái tổ hợp tác ở cái xã Lâm Hà của huyện Lâm Hà, trồng, chăm sóc và tiêu thụ hoa. Rau củ quả đó thì có một cái chuỗi, cái mô hình là trồng khoai lang Nhật để mà xuất khẩu, cũng như một số cái rau củ quả, thí dụ như ớt chuông, cũng như là các cái loại mà sản phẩm rau ăn lá để mà xuất khẩu qua thị trường Singapore, Nhật cũng như Hàn Quốc. Theo Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, một số hợp tác xã đã biết phát huy nội lực, tranh thủ các điều kiện để phát triển và có xu hướng chuyển dần từ hình thức tổ chức sản xuất hoặc chỉ tiêu thụ sản phẩm sang cung cấp dịch vụ sản xuất. Cùng với đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp đã góp phần nâng cao nhận thức của người nông dân trong việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ đưa nông dân trở thành đối tượng tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất bền vững theo hướng sản xuất sạch, an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Cái thành viên hợp tác xã đó thì là có tăng lên là một. Cái thứ hai nữa, cái hiệu quả hoạt động, tức là cái doanh thu á, hàng năm á, thì nói chung là chúng tôi thấy là đã tăng lên. Cá biệt là có những hợp tác xã thì người ta làm như vậy là có thể là gần 20 tỷ, đặc biệt là trên cái lĩnh vực mà rau củ quả. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể cả chiều rộng và chiều sâu, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, vừa qua, tỉnh Lâm Đồng cũng có nhiều chính sách hỗ trợ các hợp tác xã phát triển. Cụ thể là đối với tỉnh á, thì đã ban hành cái quyết định số 14 năm 2015 về hỗ trợ cái hợp tác xã. Thì trên cơ sở cái nền tảng của quyết định đó thì thí dụ như những cái vấn đề hỗ trợ như là tập huấn về nâng cao năng lực là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa, hỗ trợ về vấn đề là cái phát triển hợp tác xã cũng như liên hiệp hợp tác xã. Cái thứ ba là hỗ trợ các mô hình có liên quan, các cái mô hình mà đặc biệt là liên quan tới cái mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh Lâm Đồng hiện có 283 hợp tác xã hoạt động trên địa bàn, trong đó có khoảng hơn 50% các hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả cao. Trong những năm qua, kinh tế hợp tác xã nông nghiệp tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức để tạo những bước chuyển mới về phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát huy vai trò chủ thể xây dựng liên kết ổn định theo chuỗi giá trị gia tăng. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature của Mỹ cảnh báo là tình trạng sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản toàn cầu dự kiến là sẽ tăng 33% vào năm 2030. Đây là vấn đề cần được xử lý khẩn cấp vì việc lạm dụng nhiều kháng sinh trong chăn nuôi nói chung là một trong các nguyên nhân chính của tình trạng kháng sinh. Các nhà khoa học ước tính sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản toàn cầu sẽ tăng từ 10.000 tấn hiện nay lên 13,6 nghìn tấn năm 2030. Nuôi trồng thủy sản chỉ chiếm 5,7% tổng sử dụng kháng sinh trên thế giới, nhưng lĩnh vực này có cường độ sử dụng cao nhất. Hiện tại, khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm gần 94% tiêu thụ kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, trong đó Trung Quốc sử dụng nhiều nhất với gần 60%. Các quốc gia tiêu thụ lớn khác bao gồm Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Dự báo từ nay cho đến năm 2030, các quốc gia có mức tiêu thụ kháng sinh nuôi trồng thủy sản nhiều nhất là Brazil, Ả Rập Xê Út, Australia, Nga và Indonesia. Dù đảm nhiệm việc cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, nhưng hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An đang bị ô nhiễm khá nghiêm trọng. Rác và xác động vật chết lềnh bềnh trôi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Kênh chính thủy lợi Bắc đoạn qua xóm 2 xã Văn Thành, huyện Yên Thành. Miệng cống này gần như được lấp kín bởi rác và rất nhiều xác động vật thối rữa. Sinh sống ở đây, ông Huynh luôn phải chứng kiến và chịu đựng sự ô nhiễm nghiêm trọng tại đoạn kênh này. Dịch lợn châu Phi á, rồi là cái dịch cúm gia cầm, ví dụ như là vịt gà mà có đợt dịch thì cả cái dòng sông đi đây lên đến trên mình cộng này chứ không phải đó mà lên đến trên này này. Thế chính quyền đấy họ xử lý thế nào? Không, cái này thì chỉ có thủy nông Bắc cô nhận thì nhận, chứ còn chính quyền đây ai biết. Những hình ảnh không khó bắt gặp trên hệ thống kênh chính qua huyện Yên Thành. An toàn thực phẩm này, thế cả chăn nuôi này, cả mình ăn uống cùng rửa sinh hoạt cái nước đấy mà. Cùng lấy nước tiền thương giang đi về. Gần đó, miệng cống này cũng có rất nhiều động vật đang thối rữa. Đáng buồn là nó nằm ngay khu dân cư. Đừng còn là tình trạng là trạm sau khi động vật chết thì không tự giác đào hố, trôn cất
trôn lấp và khử trùng, còn có cái chuyện là đưa rác, đưa xác động vật ra thảm và sống. Thì về phía Ủy ban Nhân dân thị trấn sẽ tiếp tục chỉ đạo phối kết hợp với sinh nghiệp thủy lợi đầu mối để trục vớt những là cái xác động vật cũng như rác thải để là trôn lấp và khử trùng theo đúng quy định. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An, tình trạng vứt xác động vật tràn lan xuống kênh chính không chỉ là diễn ra ở Yên Thành mà xảy ra tại nhiều địa phương nơi hệ thống thủy lợi này đi qua gồm Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu. Giao cho anh em quản lý ở các cung đoạn trên bờ kênh thì làm cam kết với tất cả những cái hộ dân mà xung quanh và dọc hai bên bờ kênh là không vứt rác thải và các xác động vật chết xuống lòng kênh để đảm bảo cái môi trường và cái ô nhiễm nguồn nước. Nhưng mà cái nạn mà vứt rác thải và xác động vật xuống lòng kênh thì gần như là không chấm dứt được. Là nguồn nước chính phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi và cung cấp nước thô cho nhiều nhà máy nước sạch trên địa bàn Nghệ An, kênh chính thủy lợi Bắc bị ô nhiễm đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng, đe dọa bùng phát dịch bệnh trên người và vật nuôi trên khu vực rộng lớn, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và viêm da nổi cục trên châu bò.